đầu mùa mưa bão, cây xanh hai bên đường người ta đã bắt đầu cho thu dọn cành tán các cái đọt cây hoa phường tại đường Ngô Quyền. Dạ, em xin chào tất cả bà con. Trưa nay Huế đang nắng 31 độ C ngày 21 tháng 9. Đường Ngô Quyền rợp bóng cây xanh vào ngày hè và những tán cây lâu năm. Mùa mưa bão về này cũng bắt đầu phạt dọn bật đó, hạn chế gãy đổ những cái cành tán cũng như đọt cây. Người ta đang thu dọn trên tuyến đường này đây bà con. Hạn chế gãy đổ, nếu như mà không gốc không chặt bớt thì nó làm cho gió lấy đồng mạnh thì nó sẽ gãy, thường để nó gãy cây nên người ta chặt bớt nhánh. Mới đoạn ngang đây nè, nửa đường đó, rồi sang năm nó sẽ ra là những cái mâm mới. Hoa phường thì cũng nhánh cho ra cành tán, năm nào cũng phải vậy, phải có biện pháp phòng ngừa. Hàng chế với vài khi mà gió về đó gây sập rồi đụng đến công trình rồi người đi đường. Đường đường Ngô Quyền nơi khu vực giữa đường được có công trình bệnh viện quốc tế cũng như trung ương Huế. Trường Đại học Y Dược. Được các cái cổng bệnh viện kinh doanh. Hai bên đường khá là tấp nập bà con. Như vậy là hai đầu của đường Ngô Quyền người ta đang
chặt bật những nhánh cây thừa, hạn chế gãy đổ mùa mưa bão đấy. Còn khu vực ở giữa thì chắc là làm sâu, vì ở đó bà con khu vực học hàng quán cũng như cổng bệnh viện người đi lại vô ra nhiều, thông tin sẽ từ từ. Đường phố Hai Bà Trưng bầu trời về trưa chiều là có mưa giống đó bà con, nên giờ này trưa là bắt đầu máy kéo sắm xịt trên trời đó, nặng ui ui. Tối hôm qua Huế cũng mưa lớn, những cái cơn mưa và kéo theo dòng sét. Ngày này dự báo sẽ có mưa về chiều tối đó. Lúc này là cũng 12 giờ, gần 12 giờ trưa, bầu trời bắt đầu chuyển đổi. Một ngày bữa nay có thể là 4 mùa đó. Đường phố Hai Bà Trưng hiện đại. Về đêm cuối tuần thì là phố đi bộ. Hiện nay đang hoạt động tốt. Trên các đường phố đi bộ thì đường Hai Bà Trưng, rồi phố đi bộ phố Tây hoạt động rất là tốt luôn. Lúc nào cũng đông đúc người lui tới, những cửa hàng buôn bán kinh doanh làm ăn cũng tương tác mạnh và với đường là giao nhau với đường Phan Đình Phùng bên dòng sông Lầy Nông, sông An Cửu mọi người. Ngày nay mưa xong rồi là để lại bao nhiêu bùn đất, làm cho dòng sông nào cũng vàng khè đục ngầu. Sông An Cửu hướng chạy từ dưới khu vực làng quê lên sông Hương. Phải
rồi mất hàng tuần mới có nước nó mới đóng xanh trở lại. Nhưng mùa này thì không kịp đóng đâu, sẽ có những cơn mưa rồi sẽ nghe rồi bão. Đang tiến gần về khu vực chợ An Cừu. Đó, nơi nào không có đầm mấy thì nắng nó hưng lên. Trời chiều hay có giông lốc xoáy, sấm sét. Bà con cần trồng khi đi lại cũng như về đêm. Chờ ăn cừu đó bà con. Ta qua cầu, ôi trà, mưa về là rạc nó chạy lên nè. Bèo rạc nó trôi dưới đồng ruộng, vùng cao về chạy về vùng thấp. Như vậy là nó chạy lên đường sông Hương. Rồi sông Hương mới đưa về Hà Du. Đó, bầu trời thì có nơi rất là nhiều mây. Mùa này là xuất hiện cái tơ lèm trên trời nó, giữa bầu trời nó hình thành lèm cái tơ mọi người. Thỉnh thoảng đi hay bắt gặp nó bay lờ lừng giữa không gian. Đây là đường Ngư Binh.
tiết trời kiểu như giao mùa đó, lúc mưa lúc nắng. Cũng về gặp những căn bệnh mẫn cảm, ho hen. Lúc giao mùa tới Bình Bèo, đi thẳng Sa La lên núi Người Bình. Đây là ngã tư đường Duy Tân, ngược lại là Nguyễn Khoa Chiêm và đường Người Bình đó. Phường An Cừu đây bà con. Trường cơ sở Duy Tân. Đường Duy Tân tuy nhỏ nhưng người đi lại rất là đông. Đây lượng sinh viên về sinh sống cũng nhiều, gần với làng đại học. Rồi dân cư ở đây đông lắm bà con. Nhà cửa đi vào ngõ kiệt là chằng chịt luôn. Xưa là đất đồi núi, nơi mà vua nhà Nguyễn chọn làm lăng mộ. Và ngày nay thì khu vực quanh vua lăng mộ, vua An Lăng thì nhà bà con sinh sống rất là nhiều người dân. Đây là khu vực đất của lăng mộ. Bà con đi qua đây thì sẽ thấy những cái tường thành, những cái ngôi mộ bên trong của vua nhà Nguyễn. Và ngày nay bà con thấy người dân sinh sống như bao quanh công trình lăng tẩm từ bao đời nay rồi. Đó, đây là lăng Thành Thái, vua Thành Thái vị trí 18 năm 1889 đến 1907, là vị vua thứ 10 của Triều Nguyễn, người có tinh thần yêu nước chống Pháp. Nhà vua sinh ngày 22 tháng 2 năm Kỷ Mão 14 tháng 3 1879. Có tên thật là Nguyễn Phúc Bửu Lân. Năm 1907 bị trục phế và bị người Pháp đưa đi an trí ở Vũng Tàu. Năm 1916 người Pháp đưa ngài đi đầy ở đảo, wow, ở đảo Réunion, Trung Phi. Năm 1947 ngài được trở về sống ở Sài Gòn. Năm 1954 cựu hoàng Thành Thái qua đời, thi hài của ngài được đưa về chôn tại đây. Long vì nhà vua được thờ ở ngôi điện Long Ân.
ở đây là lăng Bùa Thần Thái đó bà con này. Bên cạnh là hai ngôi luôn, xung quanh đây hình như là trường nghĩa trang của các đời hay là các vị phi tân chứ đó. Đó mà bao quanh là bây giờ nhà người dân sinh sống. Như vậy là nhìn vào thì thấy lăng Vua Thần Thái, chắc bên cạnh là vợ vua và các đời sau. Còn khu vực này là đi vòng phía sau là lăng Tẩm, thì nhà bà con sinh sống đầm phá. Cũng nhìn thấy công trình đó. Yeah. Phía trước có Tẩm điện thờ. Điện Long Ấn đó, nơi thờ bài vị của vua Thần Thái. Duy Tân Hàm Nghi hình như ở đây có ba cái bài vị thờ và có một vị vua là thờ ở đây nhưng mà chưa đưa về, chưa đưa ngôi mộ về đây, là như vua Hàm Nghi. Đây khu vực bên cạnh đây là khu vực điện Long Ân. Lăng vua Duy Tân á. Thì nắng rực rỡ luôn, còn đoàn thì ấm u vì bầu trời mây ở nơi nhiều mây đó, cho nên dự báo là sẽ có mưa về chiều về tối là vậy đó. Kết thúc đường Duy Tân ra đây là đường Trần Phú. Phường Phúc Vinh. Dạ, bên kia ăn cửa bên này Phúc Vinh họ chờ. Của thành phố thì đa số là đôi dốc mọi người đó, cho nên chúng ta vừa đi qua khu vực lăng mộ là vậy. Năm xưa là đồi núi hoang vắng thì nhà vua nhà Nguyễn mới chọn làm lăng mộ, rồi sau thì dân cư sinh sống đông thôi là sinh sống xung quanh đây là chứ là thành thị đẩy lui khu vực vùng ven thì ra xa. Từ khu vực Phục Vinh đi lên trên kia là Trường An.
Huế mới có một đợt mưa do ảnh hưởng cơn bão số 4, nhưng mà nhà mọi người thì mình cũng chưa thấy cảnh do ảnh hưởng mưa gió nhiều. Đó. Vẫn còn yên ổn. Bắt đầu vào tháng này trời thôi. Đường Đào Tấn ngày nay cũng được nối dài qua khu vực bên Thủy Xuân. Châu và Điện Biên Phủ. Những năm qua thì đã nổi dài, khu vực giải tỏa ở đây là nổi dài qua bên Điện Biên Phủ, rồi mở đường qua bên phía Thị Xuân bên kia luôn bà con. Đó, hai ngã tư. Rồi tiếp giao về con đường mới mở vòng ra phía Bầu Vã ngày nay của Phương Đức Thủy Xuân. À, đoạn đi thì nặng rực rỡ này. Đường xã rộng mở, nhiều khu quy hoạch mọc lên. Dân cư phát triển kinh tế nhiều nơi. Đó, Đào Tấn giao nhau với Trần Thái Tông. Ngược lại là đi lên đường Lê Ngô Cát, còn đây là ra con đường mới, đường Đồng Khởi ra thẳng với đường Bùi Thị Xuân á, dạ. Tức là đường đi song song với đường Điện Biên Phủ. Mà Đồng Khởi thì sẽ là đi qua khu quy hoạch Bầu Vã lớn. Ngày nay, dạ. Năm xưa là cảnh đồng mênh mông, cách đây không lâu đâu, 5-7 năm trước, và bây giờ là cảnh đồng bê tông. Nhà cửa bà con về đây sinh sống rất là đông, khang trang nữa. Xuyên suốt ra về khu vực Cô Long, dạ. Dọc quanh vòng ở đây bà con thấy đời sống ngày nay của bà con tại các cái khu quy hoạch. Đó, nhà cửa, đường xá rộng rãi, long lanh. Ở đây cũng cáo ráo, lục to mới ngập. Còn vừa vừa thì cũng không ngập lắm đó. Dạ, người ta làm người ta cũng đã tận rồi, cao hơn mặt đường cũ thì mới đỡ ngập nước, cho nên lục lớn mới ngập, lục vừa vừa thì cũng lo. Đó, ngày nay nhà người ta về đây làm nhà rất chi là nhiều, hiện đại. Và ở đây còn một cánh đồng nhỏ
công viên. Những hình ảnh Huế trưa nay, hy vọng bà con thấy thú vị và biết thêm Huế cùng em nhé. Em sẽ còn tiếp tục gửi đến bà con những hình ảnh về Huế trong những tập tiếp theo. Khi xem, mọi người không quên nhấn like, đăng ký kênh cũng như chia sẻ video ủng hộ Yến Vui. Dạ, còn bây giờ xin chúc tất cả bà con luôn dồi dào sức khỏe và hẹn gặp lại bà con những video sau. Dạ, xin chào mọi người.